Có nhớ đứa nào mấy tuổi không? Không có nhớ, vợ không có nhớ. Thiệt không? Thiệt. Thứ hai 9 tuổi. Thứ tự tiếp tiếp. Thứ ba. Thứ ba 8 tuổi. Thứ tư 5 tuổi. Thứ thứ năm 2 tuổi. Thứ sáu 1 tuổi. Đọt hỏi ha. Đọt mưa. Đây mưa tạo khởi nghiệp các con. Dạ xin kính chào quý ông bà cô chú, quý anh chị, quý khán giả và quý mạnh thường quân đang xem kênh Vòng Ảnh. Thì hôm nay Vòng Ảnh tới với anh Hải nữa các chú chị. Thì hôm trước thì Ảnh có xuống đây một lần để mà cùng anh Hải đo đạc cái phần nhà nhà vệ sinh và nhà tắm. Thì hôm nay thì Ảnh có thay đổi một chút xíu về cái nhà vệ sinh đó các chú chị. Thì hôm trước thì Ảnh có nói là chưa có nhận tiền được, mới được có 8 triệu. Thì hôm nay Ảnh có nhận được thêm là đủ 14 triệu các chú chị. Thì hôm nay thì nếu mà Bảnh chia sẻ luôn chú chị thêm, thì hôm nay thì Bảnh sẽ thay đổi một chút xíu. Thì Bảnh sẽ làm cái nhà vệ sinh riêng và cái nhà tắm riêng luôn các chú chị. Bảnh sẽ làm hai cửa luôn. Tại vì nhiều khán giả cũng góp ý với Bảnh thì một phòng nếu mà một cái cửa mà hai phòng thì lỡ người vô tắm và người đi vệ sinh thì không có thể nào vô chung được các chú chị. Giờ Bảnh sẽ quyết định sẽ xây hai phòng luôn, ngang một chất giữa chia ra làm hai phòng ha anh Hải ha. Đúng rồi. Anh Hải chào quý khán giả đi anh. Chào cô chú quý khán giả. Rồi cái bây giờ anh em mình là thì cũng cảm ơn anh Hải tranh thủ thời gian chút xíu để tới đây. Thì bây giờ tới đây là chắc chắn là sẽ làm rồi. Thì bây giờ nói chung là cái nhà này em sẽ cố gắng, anh em mình cố gắng làm sao á. Không phải là ép giá cái này, anh cố gắng làm sao anh tính sao tiết kiệm tối đa cho gia đình. Tại vì sao mình chích được cái nào, mình mua được một cái miếng tôn, hai cái miếng tôn cho hoàn cảnh thì rất là mừng. Thì anh Hải cũng đã thấy rồi đó, ngôi nhà thì không có một miếng tôn nào lành lặn hết, chỉ có một vách và một cái mặt trước thôi. Vách tường bên đây thì nhờ bên đây. Thì bây giờ em muốn là mình tiết kiệm cái chỗ phần nhà vệ sinh xong, nếu mà còn dư sức tiền thì mình sẽ thiết kế một cái nhà tiền kế nho nhỏ cho đôi vợ chồng và năm đứa con ở nữa anh ha. Rồi. Cái này không phải là ép giá, coi mình anh lãnh được anh làm thôi. Đúng rồi. Chứ không phải là em ra giá làm sao anh phải làm vậy, không phải. Cái đó là ai cũng có quyền, thợ nào cũng phải là nuôi vợ nuôi con hết chú chị. Thì cũng tiền xăng bây giờ cũng lên giá nữa, tiền vận chuyển cũng khá xa nữa. Giờ xin mời tất cả các chú chị cùng vào bên trong để mà thăm hỏi gia đình. Rồi chào gia đình. Chào cô mình chú. Hai chào ông bà cô chú. Rồi, hôm nay mình nay dùng cơm hả? Dạ. Ôi ôi. Bữa nay ăn thịt heo ha. Rồi không có canh không có gì chứ hả? Dạ không. Trời ơi, rồi bé nhỏ kia không ăn hả? Dạ không. Rồi hôm trước có mua sữa cho mấy bé nhỏ không chị? Dạ có. À. Trời ơi, bé này nè, bé trai nè. Có ha. Ủa, 5 đứa hay 4 đứa? Dạ 5 đứa, ngủ 5 đứa à. À, đi sót đi một thành viên nữa nè. Ơi chú chị đi một thành viên con trai nữa. Này con Út. Trời ơi. Đây là 5 đứa. Giờ bữa nay chủ nhật ở nhà hết ha. Dạ. Rồi đi đâu mà chuẩn bị đâu anh Thon mà mặc đồ đẹp trai vậy? Đâu có đi đâu đâu. Tại dọn Mới hớt tóc rồi hả? Dạ, mới hớt sáng. À. Rồi bữa nay có đi đám tiệc gì không? Sao mà cái áo này rách rách luôn à. Dạ. Tính người ta kêu vợ tôn á, tính đi vợ tôn cho người ta đó. Vợ là vợ mướn hả? Dạ, vợ mướn á. Vậy mình có xin được tôn hư gì không? Dạ đâu có, vợ dụng vợ người ta nè. Dụng vợ hả? Dạ. Sao mình mua bó cải hay bó gì đó mình nấu canh đi. Tại sao không, người ta không có bán. Sao không có bán hả? Dạ. Loại cái ruộng hái ra muống vậy, búp giấm. Thấy rồi sáng đi hết tóc rồi không có ai coi, mấy đứa nhỏ cho vợ ở nhà coi. Thì thịt heo này mua mới bữa sau nữa hả? Bữa trước là hết rồi phải không? Dạ. Mới mua sáng. Mới mua sáng. Hết cơm luôn hả? Sao mà thấy đang ăn mà ngưng hết trơn vậy? Dạ, hết gạo rồi. Rồi, hết gạo nữa hả? Dạ. Trời ơi, hết luôn rồi chú anh chị. Còn nhiêu nó. Ôi gạo rồi, nghe nói hôm trước là nghe gửi mua 1 bao mà. Lấy gì chưa? Dạ chưa. Chưa hả, là còn bao bển phải không? Dạ. Chiều nay đi lấy nữa rồi. Dạ. Trời, một bao chắc từng lễ quá hả? Dạ. Thôi ăn nhiều gì? Tại mấy đứa lớn rồi ăn sức ăn nhiều á. Ừ. Rồi mà dạo này được ăn thịt heo rồi có ngon không con? Ngon. Ngon hả? Con được ăn thịt heo nhiều lần chưa? Dạ rồi. Dạ rồi hả? Dạ. Ừ. Ăn ngon không con trai? Dạ. Ừ, con có gì đâu mà đen thui vậy? Con đi làm gì mà đen chứ vậy? Ở
ở nhà dạ. có đi làm hò không? Dám đi học dạ. nha. Hai sấy luôn nè, trời ơi. Hai sấy luôn nha. Thôi cả nhà mình cứ dùng cơm ấy nha, để hôm nay em có nhờ anh Hải tới đây nè để mà thiết kế lại cái nhà vệ sinh cho anh chị. Rồi khoảng tuần sau á, tuần sau thì tụi em sẽ anh Hải sẽ cho người xuống đây sẽ làm cho gia đình mình luôn. À, nếu mà được vô số tiền thì em sẽ sửa lại cái ngôi nhà yêu dấu này gia đình ha. Gia đình mình muốn giữ cái ngôi nhà này ở cho nó hạnh phúc không hay là sao? Căn nhà để cho các con ở trọt khỏi trọt mưa. Là xưa giờ mình ước mơ lâu lắm hả? Dạ. Đây mưa tạo cơ nghiệp các con. Rồi để em sẽ cùng Vinh Hải sẽ mà tiết kiệm tới cùng để mà mua được 1-2 miếng tôn nữa cho gia đình mình che nắng che mưa. Rồi nhớ nè, nếu mà được che nắng che mưa xong không có sanh đẻ nữa nha, không sanh nở nha. Dạ. À, trước anh nói tại anh đó nha, đúng không? Tại dạ, anh phải không? Dạ. Bây giờ nghỉ thôi không? Nghỉ rồi. Nghỉ em không chịu đâu quá, phải làm giấy cam kết với em nha. Dạ. Đi anh Hải, anh em mình cùng ra sao? Trời ơi, kiến nè, anh coi nè. Anh coi kiến lửa nè. Kiến lửa nhóc luôn. Kiến lửa dày đang ngủ rồi. Chẳng gì lắm. Cắn quá trời mấy đứa. Chết luôn. À hôm trước anh nói là bếp là anh dời phải không? Dời này đúng rồi. À, anh dời bếp qua đây à. Thì bếp là thường thường là để bên này nè anh. Bên này với anh lại. Ờ đúng rồi, nếu mà thay mình đổ từ đây qua. Rồi anh lại, ở đây mình làm bồn rửa chén. Đúng rồi, đây làm bồn rửa chén. Bếp ở đây. Hợp lý. Tại vì ngôi nhà mình không có để mà bếp ở giữa nhà được. Đúng rồi. Mình để là bên hông. Bên hông. Ừ. Thì giờ bên đây đúng rồi, nữa mình xây là cho họ đúng ở đây. Rồi. Xây cho gia đình đi. Bà không để đây nè. Ừ. Mình khoét cái cửa ở đây ha. Xây 1 mét ngang ha. Thì coi sơ trong này thôi, mình ra ngoài đi. Anh đo cái vị trí đi, có Mạnh Thường Quân gửi Mạnh Thường Quân gửi cái bản vẽ cho em nè. Anh coi anh làm thiết kế giống cái bản vẽ của chị Mạnh Thường Quân ha. Rồi. Một chị tắm. Mạnh Thường Quân có gửi là chia ra hai phòng ha. À. Đây là để bên đây là phòng tắm và phòng thay đồ nè, là nằm bên đây. Đây phòng tắm hay phòng nhà vệ sinh? À, nhà vệ sinh bên đây. Nói chung là mình làm là hai cửa luôn đi. Hai cửa. Ở đây một cửa vô, đây một cửa vô. Rồi. Xây cái tường giữa lên cao luôn. Rồi. Hai phòng. Phòng. Ừ. Bây giờ anh ốp gạch hết nha. Rồi. Ừ. Ốp gạch hết lên đây. Giờ hôm kia. Trước thì em với anh thiết kế cái kiểu kia đó, bây giờ mình đổi lại đi, mình làm hai phòng rộng hơn. Hai phòng. Cái này cũng khá là nhỏ rồi, mình giãn ra đi. Bây giờ giờ quay mặt vô đây nè anh Hải, nữa mình có thể là nếu mình sửa được nhà thì mình sẽ che một cái mái nhà liên thông qua cái nhà vệ sinh luôn, mình không có thể mà để cho nhiều khi bước ra ngoài nhà xong rồi xong mới bị ướt hay mưa gì đó sình lầy bước vô nhà vệ sinh á thì nó rất là dơ. Bây giờ cái nhà vệ sinh này anh tính làm bên đây nè, mình đo từ cái nhà trước ra nhà sau là đúng 10 mét. Mình làm nhà vệ sinh cặp vách này. Sau này mình có sửa nhà cũng đi đường trong nhà ra. Cho nó gọn, hai cửa luôn. Rồi là mình lấy vách nhà sau làm vách nhà vệ sinh luôn á. Bây giờ mình làm trước, mình làm chờ bên đây nè, mình làm chừa cửa sẵn được không? Rồi trừ cái cửa sẵn vậy đó, mình gắp cửa xong xuôi mình làm nhà sau là cặp cái nhà vệ sinh này luôn. Giống như nhà vệ sinh cái cửa trong nhà nhưng mà nó lòi ra ngoài nhà, lòi đất sau. Lòi ra sau cho nó dư cái vị trí dư cái diện tích hơn. Diện tích hơn, nó rộng cái nhà mình á. Rồi. Làm hai phòng ở đây nè. Sắt mí đi, sắt mí đó rồi. Đường mí đó qua đây đi. Rồi. Không có anh Thon tính làm bên đây. Lấy hết đất này luôn. Lấy hết cái gạch này nè. Rồi. Hết gạch này qua đây. Hết gạch này qua đây. Thì anh tính đi chia làm hai phòng, cửa vô nè. Rồi. Cửa vô là hai cửa nha. Hai cửa. Rồi. Bây giờ trước mắt làm nhà vệ sinh trước hả? Làm vệ sinh trước đi, rồi em nhận đủ tiền thì sẽ nâng nền, rồi dư tiền đó mình sẽ thay vách cho họ. Thay vách, làm tiền chế lại. Làm tiền chế luôn. Giờ trước mắt tại vì anh biết sao không? Cái chú anh chị xem thì nếu mà không làm nhà vệ sinh trước á thì mấy bé nhỏ nó có thể mà xuống đè này nè. Nó cứ ngồi á mé đĩa nó xuống nó tiêu tiểu trong đó, rồi nó sợ ảnh hưởng tới bé nhỏ tại mùa mưa này á. Đúng rồi. Rất là trơn. Mùa nó sâu. Cái đìa rất là lớn đó các chú chị, nó là cái hầm lớn luôn á, rất là sâu. Bởi vì á tụi nhỏ nó không biết á, tại vì ba mẹ nhiều khi người mẹ chỉ có một người thôi mà phải chăm là năm đứa có. Nó không có thể mà xể được. Ảnh thì phải đi làm tối ngày rồi. Bây giờ trước tiên thì mình làm cái nhà vệ sinh trước đi. Đúng rồi. Nếu mà được sự hỗ trợ thêm á thì em sẽ thiết kế, em với anh nó sẽ mà nâng cái nền lên chứ đổi dàn bếp chứ mình thay vách làm vách là nữa. Làm cái mặt trước cho gia đình luôn. Mình làm tiền chế bình thường thôi.
Thì có nhiều làm nhiều đó chú anh chị, thì được sự hỗ trợ được nhiều thì bạn với anh Hải sẽ tiết kiệm tối đa để làm một cái ngôi nhà cho anh chị này, có một cái ngôi nhà che nắng che mưa theo lời chia sẻ của gia đình đó chú anh chị. Thì bây giờ mình vậy ha, anh tính đây mỗi phòng anh chia ra là bao nhiêu mét một phòng? Một phòng là anh cho nó rộng, một phòng là cho nó 1,5 mét đây. Một phòng 1,5 mét là hai phòng là 3 mét. 3 mét. Chiều dài 2,5 mét. Chiều dài về sau là 2,5 mét, về ngang là 3 mét. 3 mét. Ok. Bây giờ mình làm cứ mình làm chợ ngay đây đi. Bây giờ mình lo nhà làm nhà vệ sinh trước, còn cái nhà này sau này mà sửa cũng vậy, sửa là lấy cái vách nhà vệ sinh làm nhà luôn, làm nhà sau luôn. Là mình đi vô trong nhà đó. Rồi. Đó. Làm cho nó gọn, mình làm trước ở đây nè. Trước khi làm thì anh đo từ cái nhà trước qua nhà sau 10 mét. Rồi, anh cứ đo đi ha. Rồi. Bây giờ nếu mà làm nhà vệ sinh làm ngay đi này chắc 10 mét khoảng tới đây à. Bỏ không đo rồi. Đây 8 mét 9 mét nè, 10 mét tới đây nè, tới cây nè. Thì mình làm ở vị trí này ha. Rồi. Vị trí này. Từ cái này là mặt trước, cái này ngay cái cửa. Từ đây ngay cửa đi vô. Là từ đây qua là 2,5 mét nữa. 2,5 mét rộng nè, tới đây đó. Đó dài á. Là bắt đầu từ đây là cái nhà vệ sinh. Đúng đó, từ đây qua đây là nhà vệ sinh nè. À, từ đó qua đây là nhà vệ sinh. Ok. Cái này là vách nhà sau. À, để mà sử dụng tiết kiệm làm nữa, có tiền để làm cái vách sau luôn đó chú anh chị. Vách nhà sau luôn, đi trong nhà luôn. Đúng rồi, tại vì không lẽ mà đi ra ngoài xong mới vô nhà vệ sinh thì nó dơ quá. Dơ lắm. Với ban đêm thì nó đâu dám ra, vì khi mưa trời mưa đi ra xịn. Mở cửa sau thì mình ra ngoài toilet luôn. Ra ngoài toilet luôn. Thôi vậy đi anh, thiết kế gì vậy đi. Bây giờ bây giờ hôm trước thì em hợp đồng với anh là một cái nhà vệ sinh mà 2 trong 1. Cũng bây giờ phòng. Cũng có Mạnh Thường Quân góp ý với anh là thay đổi cách làm. Bây giờ làm là hai phòng riêng. Nhưng mà cho em hỏi cái cửa, mình làm cái cửa nhà vệ sinh đó, mình làm cái cửa gì? Anh xài cửa nhôm. Còn mình biết sao mình để cửa sắt sau này nó mục, sắt với nước nó mục. Còn mình để cửa mũ á, nhà ăn đít nhiều. Nó mở ra mở vô nó cái bản liền nó xúc ai. À. Đó, tôi thọt được lâu. Rồi. Cái cửa mũ một cái cũng 700-800 ngàn à. Nhưng mà cửa nhôm cái 1,7 triệu nó ở được đời đời. Nó được lâu dài. Đúng rồi. Nhưng mà làm cái cửa nhà vệ sinh phải để vô trong nha, hết. Để vô trong. Chứ không phải mở ra đúng ngoài rồi, nha. Để vô trong. Chứ làm chốt gài, không làm chìa khóa. Chốt gài à. Chốt gài bên trong thôi. Chốt gài bên trong. Chứ bên ngoài á, anh làm chốt gài ngoài lỡ giỡn nó khóa ngoài sao được. Chốt gài bên trong là nhà vệ sinh. Khóa bên trong, mở cửa đẩy vô trong. Đúng rồi, tại rộng nhà. Đúng rồi, cho nó rộng cái nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh làm phòng tắm là anh lắp một cái lavabo cho em. Thì phòng tắm làm một cái lavabo với cái vòi sen. Rồi. Cái nhà vệ sinh là một cái vòi vòi chờ. Vòi chờ riêng. Vòi chờ với một cái bồn cầu là loại tự ấy á, bấm nút tự động á. Là tự động của chú anh chị, tại vì con nít mà nhiều khi nó dội nước rất là hao. Thì ở đây có đường nước lọc sẵn rồi. Đúng rồi. Mình sẽ truyền nước qua luôn, mình xài cái tự động luôn chú anh chị. Thì làm cho ở, tại vì sau này mấy bé lớn nó cũng phải là có một phòng, có cái phòng nhà vệ sinh cho nó được lâu dài chú anh chị, chứ làm hờ làm một hai năm thì hư bỏ thì rất là tội nghiệp. Thế bây giờ thì làm như vậy đi. Rồi hôm trước thì anh có nói là nâng cái nền đó là khoảng 10 triệu đúng không? Rồi. Thì cái phần nâng nền 10 triệu thôi để làm luôn. Nữa làm luôn đi. Nữa làm chắc khó mà làm phải dở nhà. Biết sao không? Làm cái nền bây giờ cái tô nó mục hết trơn rồi. Nếu mà làm cái nền, cái tô này cứ 2 năm 1 năm nó đi chơi. Che không nó mục hết trơn. À cái cột tiền, cột che không phải không? Mình uống tiền bây giờ cái tiền nó, ví dụ mình còn tiền mình để đó cho nào đủ tiền mình làm tiền chế rồi làm nền luôn. Đó, bây giờ em bây giờ là trắng nền không có mất hết 10 triệu rồi. Rồi sau này dỡ nhà ra cái nền nó banh này. Thì mình làm cái cột cho nó chắc chắn rồi mình lót gạch luôn cho nó cho nó đi đôi luôn. Đi làm một lượt cho nó mới là mới hết tất cả phải không? Đúng rồi. Cho nó nếu mà cái nhà tiền chế này bề ngang 4 mét vậy đó, bề dài vậy đó, anh làm tiền chế không á, là tôn không á, là khoảng bao nhiêu vậy? Biết không? Nếu mà tôn không nó lực lắm. Nóng không? Nóng. Rồi nhà con nít không mà điện. Vì sao mình xây lên 1 mét, mình dựng tôn lên giống như nhà chị Trúc á. Cái nhà nó không có nóng, còn mình đưa tôn thì không là nó nóng lắm. Mà cái nhà tiền chế phải được cái một cái vách trước nó cũng được nữa. Phải xây cái mặt cáo trước á, tại vì cho nó giữ cái nhà. Giữ cái nhà. Cái mặt buồn vô nó đẹp nữa. Đúng rồi. Mặt trước cái mặt buồn nó chúng phải buồn. Có nhà tiền chế thì bảnh làm nhà tiền chế chứ chị. Với anh Hải cái phương châm hai anh em làm á, thì ngôi nhà nào cũng là cho chắc chắn. Chứ nếu mà làm tôn không á, thì sợ cái thứ nhất là đường điện. Cái thứ hai nữa một thời gian sau á, là sợ nó bị một cái chân, một cái chân mưa đó. Nó một cái chân tôn á, thấy nó bị hư. Còn nếu mà xây lên được một mét hay là 6 tấc gì đó thì nó giữ cái ngôi nhà lại, giữ chân cột lại nó tốt hơn phải không? Tốt hơn.
Với lại mình xây được cái mặt trước nó nhìn nó đẹp, nó thẩm mỹ rồi. Mặt trước, mặt sau. Ok. Mặt buồn luôn. Ừ. Nó cứng nhà lại. Đó, đó, đó mình làm mấy mình lót gạch luôn thì cái nhà này rất là mới hoàn toàn ha. Còn mình sửa từ chút đi, lỡ dở nó không dở. Lỡ dở khó, bây giờ lót gạch hết 10 triệu nè, rồi cái cây cái chén nó mục không à. À. Ở được 2-3 năm nữa là nó cái nhà nó sụp ra, sửa nhà lại nữa. Rồi. Cái tôn nó mục hết trơn rồi tôn. Ừ. Tôn mục hết trơn rồi. Tôn này hư hết trơn rồi. Bây giờ trước mắt ông Mạnh nó bây giờ nó góp ý vậy nè. Bây giờ nhà không có nhà vệ sinh, bây giờ làm cái nhà vệ sinh trước đi. Ừ. Còn tiền, nếu mà còn tiền thì sửa nhà, còn không còn tiền thì gửi cho chủ nhà người ta. Ừ. Coi người ta cứ làm gì thì ta làm. Một thì làm nhà mà là vệ sinh cho anh ta trước đi, rồi hãy tính tới nữa. Rồi, rồi bây giờ bắt buộc thì làm cái nhà vệ sinh đi. Bây rồi giờ hợp đồng giá như vậy anh tính sao anh? Nếu hai phòng rồi mà anh lắp. Bây giờ anh góp ý vậy nè, cái này là 3 mét, cái này 3 mét thí rộng lắm à. 3 mét là tại mình chia ra 2 phòng mà. 2 phòng rộng lắm. Đúng rồi, mình chia ra 2 phòng đi, không sao đâu. Hai mét hai thôi. Ừ. Làm 2m2 thôi. 2m2 anh chia ra cái phòng rất là nhỏ. Phòng 1m2. 1m2 tại bây giờ nó dài. Tại cái nhà này ra bên đi hết đất nè. Nếu mà anh lấy 3m á, sau này mở cái cửa sau đi dưới. À. Sau này làm nhà còn có cái cửa sau đi ra ngoài nữa. À. Hiểu không? Bây giờ thà cái bề ngang mình lấy nhỏ, bề dài cho nó dài, đất người ta còn dài, bề ngang nó nhỏ. Ừ. Nhưng mà mình lấy 3m nó mất diện tích đi. Bây giờ mình lấy cái này 2. 1m2 là bà lớn anh kéo thước thử anh. 1m2 nè. Tới đây nè. Là 1m2 là một căn tay em á hả? Là một cái phòng vậy. Một phòng á, 1m2 đó. Là nhiêu đây hả chú chị, là 1m2. 1m2. Hai phòng 2m4. Hai phòng 2m4 thôi vậy cũng được. Vậy làm nhỏ anh bớt tiền không? Nhỏ thì bớt tiền lại. À. Tại vì có Mạnh Thường Quân gửi cái bản đồ cho em là tính là 3m đó mà chia ra mỗi phòng 1m5. Ừ. Nhưng mà cái vị trí đất thì nó bị ngang không có. Ừ. Nếu mà làm 3m mà cửa sau nó dướng. À, mở mai mốt mình sửa nhà làm cửa có sau. Có cửa thì... sau cho người ta nữa chứ. Ờ, mở ra cũng được. Phải có cái cửa sau giống vậy. Đúng rồi, thì làm nhà thì phải có cửa trước cửa sau. À. Thôi vậy anh, theo anh kinh nghiệm anh làm thợ hồ lâu thế anh em anh thấy 1m2 là rộng rồi. À, anh, 1m2 rộng rồi. Anh tính đi. 1m2 bề ngang, cái này là 2m4, hai cái cửa là 2m4. Ừ. 2m4, cái ra sau 2m2 được rồi. Làm coi. Nó chẳng nghịch. Nè, 2m2 tới đó đó. Thấy rộng không? Đó. Ừ. Là chiều dài là nó từ cột có lại đây 2m2 nè. Ok. Dài không? Thấy dài không? Ừ. Hay là 2m5? Cho 2m5 đi. 2m5 nè. Ok, cho 2m5 đi. À. 2m5 cho số đẹp không? Rồi. Vâng. Cho nó 2m54-55 đi. Ừ, anh làm ngay cái số đẹp đi cho nó gia đình nó. Rồi 2m55 đi. Ấy hơn. Rồi. Mình làm thợ thầy lúc nào mình cũng phải có cái tâm hàng đầu ha. Mình rồi. Để đừng có để cái số mà ngay cái tử biệt nè. Ừ. Đó. Mình để ngay cái số mà phú quý á. Đúng rồi. Nó cho nó người ta làm tài lộc chuyển lên. Ừ. Tài là tài lộc gì đó nè, có số đâu có chú anh chị. Những cái cây thước của bên thờ hồ thì cũng có cái số, nhưng theo cái chữ số nằm những cái con số như thế nào á. Có đại cát có nè, tài lượng có nè. Thôi anh lấy cái số đẹp giùm em á. Bề dài là 2m56, bề ngang là 2m4, là chia ra thành hai phòng, mỗi phòng. Một phòng là bề ngang là 1m2 chú anh chị. Thì bây giờ anh cứ làm gì đi, bây giờ anh tính đi, tính tiền luôn. Vậy là phát sinh thêm một cái labo rửa mặt. Một cái labo rửa mặt đó. Anh tính giá nghịch lên 1m2. Ok. Sao vật tư ở đây đường nó vô xa, không phải là anh ăn muốn ăn bằng bệnh mắt liền đâu. Tại vì đồng tiền của mình Thằng Quân cũng đồng tiền cực khổ của anh ta, đồng tiền sức hối của anh ta đó. Tại vì cũng nhiều kênh ta làm á, anh mà làm ăn mắt là cũng rất là nhiều khán giả trong đúng nước rồi. Và ngoài nước rất xem những cái kênh mà theo dõi kênh em làm. Anh mà làm mà người ta cũng có xem những cái kênh khác, anh làm đúng sao rồi. Cho coi được ha. Không phải là rẻ mà anh làm ẩu là sụp cái móng hay là gì đó là không được nha, chịu trách nhiệm hết. Sẵn này anh làm với Hoàng Bảnh á, nhầm khi hợp đồng có 8 món đồ anh làm tới 10 món cũng có. Anh không xem, không có bước thêm đâu, chứ làm thêm thì có. Giống như làm nhà người ta, anh thấy làm cái nhà không lẽ cái sân người ta không chán. Thì anh chán cho luôn, như vậy đó. Bây giờ cái này hai phòng này á, dán gạch xung quanh làm bằng thiện 16 triệu mới làm nổi. Bây giờ em tính là có cô Mạnh Thường Quân cái bên phòng tắm á, là anh xây cái hồ không được không? Bây giờ xây cái hồ đó, em xây cái hồ đó dán gạch lên á, rồi sau này nó tốn nước lắm. Nít bây giờ ví dụ nó bơm đó, một ngày nó bơm 2-3 lần mấy khối nước rồi. À. Đó, mình để dời xe cho nó tắm đi. Còn mình xây cái hồ giống như là để cho nó tắm đó phải không? À. Cái đó xây xong phải dán gạch nè. Ừ. Rồi nó tốn chi phí lắm, mất tiền lắm. Bây giờ mình làm dời xe cho nó tắm được rồi. Rồi tốn nước lắm.
nó mở ra nó cứ xả tối ngày nó ngâm đó hoài nó bệnh luôn. Ngày gia đình này hôm trước không có tiền đóng nước chú chị bị cắt nước này. Cắt nước gặp đó nó mở tối ngày chết luôn rồi không biết bữa nay có chưa có nước đâu, có đóng tiền nước chưa, ta trả tiền nước chưa không biết nữa nè, ta mở nước cho nữa chưa đó chú chị. Trời ơi thằng ơi. Dạ. Đây nè anh. Ủa cái tiền nước mình có đóng chưa vậy? Thứ hai mới trả lại cầu đồng hồ cho. À, thiếu bao nhiêu tháng mà không đóng vậy? Không biết mấy tháng nữa, lại không có thấy ở nhà nó dồn biết mấy tháng nữa. Để đi hỏi nó nói cần triệu đó. Cần triệu đúng rồi. Cần 1 triệu tiền nước rồi. Dạ. Đúng rồi. Cần 1 triệu nó cắt. Chứ mỗi tháng là anh xài bao nhiêu khối lận? Xài đâu mấy đứa nhỏ nó tắm rồi đâu có xài đâu nhiêu đâu. Tại nó vừa tắm vừa chơi rồi, đâu gái ở nhà, em cũng đi làm rồi vợ. Vợ anh đâu? Vợ thì chở mấy đứa nhỏ rồi về rồi nó tắm rửa. Trời ơi cái nhà mà bỏ nhiều cái đìa, anh thấy cái đìa sau hè anh không quá cho bự. Dạ. Thôi bây giờ em góp ý ha, em với anh Hải cũng đã bàn bạc rồi, bây giờ cái anh Hải chia sẻ với gia đình đi là mình làm cái vị trí nào ở đâu. Tôi anh tính làm nhà vệ sinh khúc nào? Khúc này đâu? Dạ. Để sau này có sửa nhà mình về đây được á, mình giờ vô. Bây giờ anh tính làm cho bên đây hết đất luôn á, vậy đất anh bên đây kia còn không? Đất rồi qua bên đây 2-3 tấc được không? Đất mình á, cái nhà này hết đất chưa? Còn á? Dạ còn, không biết còn nhiêu không biết nữa. Tại không có ganh bên đây nè. Cái cột này được không? Ha? Ừ, cột nó cũng được. Nó mấy hàng cột này nè. Dạ. Nó mấy hàng cột này vô. Anh đâu anh? Anh ơi, cầm thứ em bao nhiêu mét? Rồi cầm tới cái bọc đó bao nhiêu mét? Có 3 mét rưỡi à. Vậy cái nhà này có 3 mét rưỡi à? Ừ. Rồi đường ngang nhà có 3 mét rưỡi à anh Thọ? Dạ. Đấy. Bởi vì làm nhà thì xin 3 mét hết nhà luôn rồi. Bởi vì anh nói làm 2 mét 4 thôi. Ừ. Cái cửa sau là 1 mét rồi. 2 mét 4 là hết 3 mét 4 rồi, còn dư bẻ có anh tắt à. Vậy là cho cái nhà vệ sinh nằm ở vị trí đó hết. Bên đây nha. Dạ. Nhà vệ sinh nằm bên đây. Dạ. Bây giờ đây nhà vệ sinh nằm bên đây đi. Từ đây qua đây 2 mét mấy à. Thì bây giờ em làm cho anh 2 phòng luôn mà 2 cửa luôn. Dạ. Ha, cho dễ, một bên tắm và một bên đi nhà vệ sinh. Dạ. Cho các bé nó có thể vô phòng, nó thấy cái phòng nó sẽ vô, nó không có thể mà đi xuống cái đìa sao được. Sợ anh sợ cái đìa bự đó không? Không sợ. Sợ mà không la mấy đứa nghe. Dạ. La nó hoài nó. Rồi nó tắm chút xíu nó lại đây tắm rồi. Ừ. Là xuống sông xuống đìa đó tắm rồi xong mới lên đây xả nước hả? Không, nó chơi giờ chỗ đó không. Chơi cái mấy đìa đó hả? Dạ. Không được rồi nghe, mai mốt cản mấy đứa lại bây giờ nè. Sau này làm xong nếu mà có tiền sửa nhà anh lấy những cái miếng tôn anh bao hết cái chỗ này. Dạ, dạ. Không cho nó ra cái ngoài đìa. Phải bao ra. Rất là nguy hiểm, tại vì tháng mưa nữa chợt nó đứng cái chơi mấy đìa như anh lời anh chia sẻ. Nó sẽ chợt chân xuống đó. Ha, nhưng mình có coi trên mạng rất là nhiều những cái tình huống này xảy ra nhiều lắm nghe. Dạ. Trời ơi. Bây giờ khi nhà vệ sinh thì làm như vậy đó. Là chia ra 2 phòng ok, là trị giá là 16 triệu anh Hải. Đúng rồi, 16 triệu. Ừ. Thì hôm trước thì gia đình mình còn giữ lên 1 triệu mấy rồi thôi, để gia đình mua gạo, mua thóc gì ăn đi ha. Dạ. Nhớ mua xà bông giặt đồ nha. Dạ. Ừ. Bữa nay con nhìn thấy đẹp trai ha. Áo này đi đám cưới hay gì vậy? Đám cưới vậy gạch hết đi. Hả? Cưới gạch hết rồi. Đi đám cưới mà gạch nách luôn hả? Dạ. Cái này có cự lộn mà xé áo vậy? Có đâu. Chắc mập quá vậy. Không, tại đi làm. Áo này đi làm luôn hả? Dạ, đi làm hồ làm vậy mình vác cát, vác xi măng nó. Đúng rồi. Nó mục. Sao nãy nói đi đám cưới? Đâu có đâu. Chỉ có quần nè. Quá trời ngầu dữ ha, mặc quần rách rồi ha. Tại lên vàng lên vậy nó dễ. Lên vàng là sao? Lên vàng lấy hồ lấy dạ, lấy hồ lấy gì cho anh ta. Rồi sao làm. Bữa nay chưa đi làm nữa? Chưa tin nhỏ nó kêu vợ cái chòi nó rồi tiếp làm vài ngày cho nó rồi qua bên kia làm gậy cho anh ta. Ừ. Rồi đi làm hồ chưa có xe để bây giờ cô gian ta nghỉ 2-3 ngày rồi đâu có đi đâu. Trời. Thôi vậy đi mà chốt giá ha, chốt vậy ha anh Hải. Rồi. Chốt vậy đi rồi tiền có gì em sẽ chuyển khoản cho anh sau. Tính làm cái này trước luôn hả? Làm cái nhà vệ sinh trước đi, tại vì nghe lời chia sẻ anh thấy không, anh Thòn anh nói con ảnh là hay xuống cái mé đìa đó. Ừ. Chơi nước rồi nó tắm, nó xuống nó tắm, nó dọc nước. Bây giờ có cái nhà vệ sinh đi cho nó ở đây rồi mình ngăn lại, mình sẽ bao lại hết cái chỗ này, không cho nó ra ngoài. Rồi hạn chế dữ lắm, rồi lo lắm mấy đứa nhỏ này nó thấy nước.
Rồi cái đìa ở sau này gặp ở đây luôn nè. Ừ, cái đìa rất là lớn. Quá trời bự luôn. Giờ chốt giá vậy đi, còn cái mình vô phòng nhà ha. Nhà thì mời các chú anh chị cùng vào trong nhà để mà coi cái, bây giờ bếp anh dời phải không anh? Dạ. Dời vậy phải không? Dạ. Giờ vậy đi rồi mai mốt sẽ làm lại. Cho nên ăn cơm xong rồi hả các con? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ điểm danh một lần nữa nè, anh Thọ, bây giờ anh, em hỏi anh nè, bây giờ con anh đứa thứ hai tên gì? Tên Giàu. Thứ ba? Tên Thảo. Thứ tư? Tên Hiếu. Thứ năm? Tên Hơn. Rồi thứ sáu? Ngọc Lâm Thị Kim Anh. Lâm Thị Kim Anh luôn hả? Dạ. Có nhớ đứa nào mấy tuổi không? Không có nhớ, vợ mới nhớ. Thiệt không? Thiệt. Quá trời rồi ha. Chị có nhớ con chị đứa nào mấy tuổi không? Dạ nhớ. Có cây xanh đầy đủ chưa? Dạ có rồi. Giờ thì nói thứ hai là mấy tuổi? Thứ hai 9 tuổi. Thứ tư tiếp. Thứ ba 8 tuổi. Thứ tư 5 tuổi. Thứ năm 2 tuổi. Thứ sáu. Thứ sáu 1 tuổi. Là hết rồi phải không? Dạ. Trời, anh Thòn này, anh là người gây ra hậu quả cho bà xã nè, bây giờ hỏi con mình mấy tuổi còn không biết luôn á anh. Thiệt luôn á hả? Dạ. Trời, tại lo đi làm không nó đâu biết đâu. Thấy chi được hai vợ chồng, một hai đứa con đi, mình có thể mình gói ghém mình đủ ăn đủ sống qua ngày. Bây giờ anh thấy ông Nguyên một dãy con của anh không? Giờ hai trai ba gái phải không? Dạ. Sao con trai kia tới hai sấy vừa, anh mấy sấy? Một. Sao được cái hai sấy gì không giống anh rồi, có giống anh không? Cho anh điểm danh đứa nào giống anh chỉ giùm em cái để em coi có giống không. Có thằng đó. Thằng nào? Thằng trai đó đó. Thằng hai sấy hả? Dạ. Mà anh có thằng sấy, nó hai sấy sao giống? Thiệt không? Con có phải giống ba con không? Thiệt không? Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, sao con thấy hai sấy? Hồi đi học có quậy không? Có đánh bạn không mà thấy... Không hả? Rồi có nhộm đầu không? Sao mà có đầu vàng vậy? Hay là phơi nắng ghét? Nhộm. Nhộm hả? Chơi lớn vậy? Dữ dằn. Này, hai đứa con gái này gán giữ gìn vệ sinh để đi học ha. Đồ đạc phải giữ gìn vệ sinh như chị nữa, chị cũng vậy. Các bé đi học chị phải chăm chú tới cái bộ quần áo và sách tập cho bé, đừng có để mà đi cho có về cho không gì không được ha. Mình phải quan tâm cho các bé, về dạy dỗ. Ai biết chữ, chị biết chữ không? Chị biết, chị phải dạy. Như anh thì anh không biết phải không? Anh không biết thì anh phải như là ngồi gần cái bé, rồi sẵn anh học chung con anh luôn. Bây giờ dạy luôn. Dạ. Hồi đó chị học được lớp mấy? Dạ, học được lớp 5. Lớp 5 là gì chị biết hết trơn rồi? Dạ, biết rồi. Rồi, 3 lần 7 bao nhiêu nè? 3 lần 7, 21. Rồi, vậy hợp lý. Rồi, sau này anh cứ dạy luôn vậy. Em sẽ phân công cho bây giờ chị là làm cô giáo đi. Chị dạy những cái buổi tối hay là buổi chiều gì đó, các bé đi học về. Dạ. Rồi, chị sẽ phân công cho anh chồng của chị làm tổ trưởng. Ba. Ha, tổ trưởng. Ba. Khi nào tổ trưởng kêu các con vô họp lớp học bài, tụi con phải vô học nha. Ba. Nghe không? Dạ. Ba. Nghe không? Dạ. Con nghe không? Dạ. Giờ cho ba con làm tổ trưởng được không? Được. Rồi, được không gái? Được. Rồi, anh đồng ý làm tổ trưởng để dạy, dạy không? Dạ. Rồi anh học chung với vợ anh chỉ luôn nha. Dạ. Rồi, biết chữ A, chữ Ơ chưa? Chưa biết. Chưa nữa hả? Dạ. Trời ơi, chết luôn rồi. À thì kính thưa tất cả các chú anh chị, hồi nãy thì vẫn giải trí một chút xíu cho gia đình có tươi vui hơn chú anh chị. Tại thấy những cái giọt nước mắt hồi nãy trong cái buổi ăn cơm hồi nãy, bạn thấy là tội nghiệp gia đình. Thì hôm nay thì em chia sẻ tới hai gia đình luôn, tới vợ chồng của anh và năm đứa con của anh ha. Thì tụi con sắp sửa có hai cái nhà, hai cái phòng, là một cái phòng tắm và một cái nhà vệ sinh để tụi con đi cho tiện hơn, không có thể mà đi vô đìa nữa. Bây giờ từ đây sắp tới không có đứa nào mà xuống đìa nữa, nghe chưa? Không có xuống ao nha. Nghe chưa? Dạ. Nghe chưa? Dạ. Khi lên nghe được không? Dạ. Dạ. Trời ơi, chú mới thấy cái gì nè. Con giờ con há hàm răng nó coi, cho chú xem cái hàm răng của con nghe coi. Há miệng ra. Rồi cái hàng tiền đạo đâu hết trơn rồi. Ăn kẹo. Bị gì vậy? Ăn kẹo. Trời ơi, ăn kẹo hết răng luôn rồi. Rồi hết răng thì sao có ra ăn cơm? Ăn được. Ăn được hả? Con nhai được không hay là con nuốt? Nuốt luôn hả? Rồi lỡ ăn ốc rồi dính ốc sao? Có dính đâu. Có không? Chú dặn nè, thấy con là nghịch lắm nè, con không có xuống đìa làm sao nữa, té nước đó, nghe chưa? Không có biết bơi đâu, phải mất con làm vệ sinh đó, rồi tắm ở trong nhà vệ sinh, ở trong đó, rồi tắm thay đồ ra, rồi nhà ra ngoài học bài, nghe chưa? Nghe không? Hứa với chú nghe. Hứa nghe. Không hứa là chú kêu lớp trưởng là đánh đòn á. Có lớp trưởng đây nè. Sợ lớp trưởng này không?
sợ. À, biết sợ là tốt. Đây là cô giáo con luôn đó, người mẹ cũng như là cô giáo đó, nghe chưa? Con đọc A 1 đếm tới 10 được không? Học lớp mấy rồi? Cô giáo. Thôi thì em cũng là tính với anh Hải xong rồi đó chị Loan với anh Thoàn ha. Dạ. Bây giờ cái phần đó thì anh em mình tính là lo xong cái phần nhà vệ sinh trước. Dạ. Nếu mà gia đình của anh chị đủ duyên, đủ phước của phần được video clip này được tất cả cô chú anh chị gần xa chia sẻ rộng rãi hơn, Mạnh Thường Quân ở xa, để mà cùng chung tay giúp đỡ gia đình của anh là có một cái mái nhà che nắng che mưa như mơ ước của đôi vợ chồng trẻ ngày hôm nay. Thì hôm nay thì Vòng Bảnh cũng với anh Hải cũng đã chia sẻ đến đây, thì mong tất cả các chú anh chị quý khán giả xem và nhớ ấn cho Bảnh một like và một lượt đăng ký cho Bảnh có động lực đi làm những giúp những hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa hơn nữa chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều. Mình dự định là bao lâu mình làm anh? Chắc khoảng thứ tư. Thứ tư ha. Tại anh đang làm nhà bên kia chưa xong, có gì chắc lính qua làm. Rồi rồi, thì cố gắng làm hay, nhưng mà đâu đó rõ ràng nè, không phải là làm ẩu tả nha. Không không, vậy mình làm ăn chung nhau lâu mà biết tính anh sẵn này, làm cái nào qua cái đó. Dạ. Rồi, anh thấy không? Cái cột nè, nếu mà chia sẻ, anh nói là nếu mà mình nâng nền á. Đúng rồi. Còn mình phải dỡ cái cột này ra mình mới nâng. Đâu có. Bây giờ mình nâng lên khỏi dỡ cột rồi mình chán xong xuôi, sau này nó nứt, nó cái cột nó mục đập cột này ra là nó banh cái nền. Hơi cái nền ra. Cái cột này nè, nó mục hết trơn này. Đó. Rồi bây giờ mình bỏ 10 triệu, bây giờ mình nâng lên là mình bỏ mất 10 triệu rồi. Còn mình để tiền đó lại đủ tiền gì làm tiền chế mình chán đêm một lần một. Cái nó ở mười mấy chục năm luôn. Này mọt ăn hết trơn, mối ăn hết trơn. Mối ăn hết trời. Ở bên kia nó mục, cây nó mọc ra luôn à. Cây mọc thành cây rồi, có mọc rễ luôn rồi kìa. Anh chặt cây non cái gì mà cây sao giờ nó thành không, đâu có cây. Hả, cây non không hả? Dạ. Cửa tre không mục hết trơn rồi. Rồi hết gạo rồi, chiều nay đi lấy gạo về nấu cơm đi, cho đứa này ăn cơm được mà cho nó ăn đi ha. Dạ. Gạo mua nhiều nhiều vô, coi mình không có tiền thì mình mua trứng ăn đi, chứ thịt heo ăn hoài thì cũng ngán. Ngán thịt heo không chưa? Ngán chưa? Chưa. Chưa ngán hả? Con ngán chưa? Chưa. Con ngán chưa? Chưa. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, vậy mua chiều mua nước mắm ăn đi. Cho tiền lại gan. Chịu hả? Vậy ăn cái gì? Đồ ăn cái gì? Ăn trứng. Ăn trứng hả? Trứng gì nè? Trứng trứng gà hay trứng vịt? Hay trứng ngỗng? Trứng vịt. Thôi thì chú cũng về ha. Bye các con ha. Về ha anh chị, cố gắng ha. Kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả và quý Mạnh Thường Quân, thì bây giờ Vòng Bảnh xin được khép video tại đây. Xin kính chúc tất cả các chú anh chị quý khán giả gần xa thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Vòng Bảnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.